Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toái Ngọc Đầu Châu do Nam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, tập 41. Kỷ Thần Ngư sướng sở, hiểu được lập tức lùi về phía sau, đừng hắn bạch nói năng hùng hồn. Anh yêu em cùng nhiệt, em còn vây quanh anh đi tới đi lui hỏi han ân cần, em nói anh sẽ nghĩ cái gì? Lại còn bưng nước đắp chân uống no bụng, thân thể ấm áp, em có hiểu ấm no, sinh dâm dục không hả? Đình Hán Bạch càng nghĩ càng hùng hồn, cặp mắt kia cũng sáng rỡ. Kỷ Thần Ngư nói, em chỉ vừa mới nhận lời hẹn hò với anh. Anh hỏi ngược lại, hiến pháp có quy định khi yêu phải yêu nhau 10 năm mới có thể quan hệ xác thịt không? Kỷ Thần Ngư gấp gáp, bọn em ở Dương Châu đều là ít nhất phải nửa năm mới có thể. Đình Hán Bạch phát điên, em xảo tiếp đi, em dám nói người Dương Châu các em đều là trai tơ hết không? Anh hừ lạnh một tiếng, nào giống người đồng tâm muốn cầu hoan, mà là như chủ ác bá đòi nợ. Có người muốn làm Liễu Hạ Huệ ngoan cố, anh không làm được, anh phải phong lưu làm quỷ tước hoa mẫu đơn. Liễu Hạ Huệ, người gặp sắc dục nhưng không bị nhiễu loạn. Trung Quốc có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, tức là chết dưới tay người đẹp thì làm quỷ cũng thấy vui. Mặt mũi Kỷ Thần Ngư tỏa nhiệt, vậy anh tự bình tĩnh lại đi, em đi ngủ. Đình Hán Bạch xác nhận, anh tự bình tĩnh. Anh sương sương tự đắc lấy ra quyển Xuân Tình Bí Diễn nhẹ nhàng lật xem. Hôm nào anh vẽ tiếp một quyển cổ đại, ăn mặc phiền phức lúc cởi ra càng có phong vị. Kỷ Thần Ngư sợ bẩn lỗ tai nói câu ngủ ngon, liền rút lui đi tới cửa dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Bắt gặp ánh mắt trêu kèo của Đinh Hán Bạch, nửa người cầu nóng như đốt, cầu chữ nhẹ nhàng như nước sôi sủi bọt. Em sợ đau. Đinh Hán Bạch đột nhiên nhổm dậy, trố mắt ngoác mồm, nhưng đối phương đã đẩy cửa đào tẩu. Tim anh đập loạn, đầu còn dáng vẻ lưu manh thành thạo điêu luyện, vừa nãy, bị câu nói kia thì quấy nhiễu, mạch máu cũng bắt đầu đi ngược chiều. Kỷ Thần Ngư cũng không tốt hơn, chùi xuống đất cũng không kiếm lại được mặt mũi đã ném mất. Nói thẳng như vậy, gần như trần trụi, thanh tâm quả dục, trong di vãng, chỉ biết tới học nghề. Từ khi quen vị bên phòng sát vách kia, cái gì cũng không đứng đắn đều tự học. Tranh giấy vẽ cá nước sao hoan làm kiểu kinh ngạc, nhưng cũng chân thật tới nỗi muốn thử, chỉ là cầu sợ đau. Do nhiều lần mài ngón tay, nhiều lần từng trải nên cô vô cùng nhạy cảm với đau đớn. Không thể bộc lộ ra mặt, không có cách nào nói trên miệng. Kỷ Thần Ngư cuộn tròn trong mặt chăn, rồi đỏ mặt tim đập. Suy nghĩ đứt quãng tới nửa đêm, mà Đinh Hán Bạch từ lâu đã ngủ say như chết. Giấy bút đặt trên gối, trên giấy vẽ một bức họa sinh động. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thần Ngư từ rất sớm đã trốn tới tiền viện, chỉ lo gặp phải Đinh Hán Bạch, sau đó lại cùng Đinh Duyên Thọ tới Ngọc Tiêu Ký, để chính khí của sư phụ xóa nhòa tư tưởng không đứng đắn. Trốn hết một ngày trước khi đóng cửa phát tiền lì xì cho người làm, sau đó liền nghỉ, chàng vàng về nhà. Ở trên bàn cơm cậu không nhìn thấy Đinh Hán Bạch về tìm viện tìm cậu, chỉ có khu nam sáng đèn. Kỷ Thần Ngư gõ cửa. Sư ca, ăn cơm. Đình Hán Bạch nói, không nói bụng, đi đi. Người kia trước giờ nói năng có khí phách, Kỷ Thần Ngư ngoan ngoãn mà đi. Mà Đình Hán Bạch đã ngục trong phòng cơ khí cả ngày, máy hoàn không ngừng thăm dò, lấy một khối đá vừa to vừa đẹp ra vôi khắc nhỏ. Ban đêm Kỷ Thần Ngư tắm xong ngồi ở trên giường đọc sách, đầm tới mê mẩn, không phát hiện tiếng máy móc đá ngừng. Khu nam tối sầm lại, Đinh Hán Bạch đứng ở cửa hoạt động gân cốt, hai mắt tỉnh táo hiện lên vững vàng. Anh đi lấp đầy bụng, sau đó rửa mặt thay đồ, còn thay grab giường vào gối. Bận việc nguyên ngày chính là chờ tới buổi tối này đây. Chân cháu, ngủ chưa? Anh gõ cửa, có đồ cho em xem đây. Kỷ Thần Ngư học vẹn, không nhìn, đi đi. Đinh Hán Bạch nói, đồ này khắc nguyên ngày luôn đó, thực sự không nhìn sao? Làm người ta hiếu kỳ, Kỷ Thần Ngư đổi ý. Cậu nâng sách, đợi Đinh Hán Bạch vào phòng, ngẩng cổ nhìn xung quanh, dường như nhìn thấy bức tượng bằng ngọc, to bằng lòng bàn tay.
Đình Hán Bạch vòng lên bên giường, ngồi xuống, từ sau ôm lấy cậu, đưa vật kia lên. Miếng ngọc xanh lục nhạt, ánh sáng trộn lẫn trơn bóng, tay chạm vào thì liền nóng lên. Anh khắc hai người đang ôm nhau, vạt áo dài hoa văn phức tạp, tóc tai tán loạn như thể bọn họ lúc này một trước một sau tư thế, lồng ngực dán vào tai, vạt áo người kia trước hơi mở ra, lộ ra bả vai xương quai xanh, hai chân hơi mở ra, không có mặc quần. Kỳ thần ngữ không phải thần ngữ, là thất ngữ cạn lời. Hơi thở của Đinh Hán Bạch phả sau tai cậu, làm cậu không ngừng run rẩy nói: Sùng ngọc khắc thân thể là băng cơ ngọc cốt chân chính, chân mở ra hơi quan trọng lại không bị lộ, còn ôm đàn tam huyền che nửa mặt. Người kia nhỏ kia thì bị phía sau ôm trong ngực vuốt ve, bàn tay lại trói vào trong xiêm mi, làm người ta suy nghĩ phiền phong. Mà người nhỏ đang ôm một cây đàn tam huyền che khuất giữa hai chân. Đàn tam huyền diễn sướng thanh khúc xương châu, chính là đàn tam huyền. Đàn tam huyền, ở đây tác giả ghi là đàn tỳ bà 3 giây, nhưng không có đàn tỳ bà 3 giây nào hết, đàn tỳ bà thì 4 giây. Những nhà cụ để diễn thanh khúc xương châu thì có cả đàn tam huyền và đàn tỳ bà. Phía sau lưng nóng lên, Đinh Hán Bạch cồm chặt lấy kỷ thần ngữ, bàn tay dao động từ bên eo hướng lên trên, xoa xoa từng chút tới bộ ngực bằng phẳng chỉ còn là trái tim. Anh lại cách áo ngủ mân mê một trận, kỷ thần ngữ ỉu xìu trong lồng ngực của anh, tay cầm sách, tay bỗng nhiên buông ra, níu lấy tay anh. Sư ca, em muốn ngủ. Đinh Hán Bạch liều mạng, cái này gọi là bí diễn sứ, chỉ tình trạng hoan ái, nhưng anh cảm thấy ngọc càng đẹp hơn sứ. Anh đặt bức tường lên đùi kỳ thần ngữ, lấy cốc nước đổ ập lên giường. Nước nóng nhanh chóng thấm ướt một mảng, kỳ thần ngữ cuống quýt say rủa muốn cứu giường của mình. Đinh Hán Bạch nói, cái giường này không ngủ được rồi. Kỳ thần ngữ không dám quay đầu lại, vậy em tới phòng sách ngủ. Đinh Hán Bạch nói, vậy anh cũng rồi ướt chỗ đó. Anh không phí lời nữa, đặt bí diễn sứ xuống, khiêng kỷ thần ngữ lên đi ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang, sứ chặt hai chân ngò nguội, nhéo cái mông mềm mịn vào phòng mình đạp cửa. Đã nhận quà rồi thì mau cởi quần áo làm ấm chăn cho anh. Kỷ thần ngữ ngã vào giữa giường, hoảng hốt thấp thỏm, nhìn thấy chai chai lò lò trên đầu giường thì liền lúng túng. Sư ca, cậu gọi Đinh Hán Bạch, âm điệu khẩn cầu. Đinh Hán Bạch lại nói, Trần Châu ngốc, ở trên giường gọi là sư ca không phải là xin tha, mà là trợ hứng. Cả viện đen kịt, chỉ còn gian phòng này là sáng đèn, không có chỗ che thân. Trong phòng không lâu sau vang lên động tĩnh, tiếng rên khẽ, tiếng kêu khóc, dứt quãng tới nửa đêm. Từng tiếng sư ca nghẹn trong cổ họng, vào lúc kỳ thần ngữ mê man thì thấy lòng bàn tay mình mát lạnh. Đinh Hán Bạch nhét vào tay cậu một viên ngọc bội. Đinh Hán Bạch đè trên người cậu, xứng với cúc áo trân châu của em, có hài lòng không? Kỷ thần ngữ nước mắt như mưa, dốc hết sức lực cuối cùng để nắm chặt miếng ngọc bội. Tùy hai mà một, lòng phượng trình tường, bỉ sực đồng tâm. Lại một trận tuyết phủ đêm cảnh, lại một trận hùng điểu đập cánh, tiếng không ra tiếng, gọi không ra giọng. Lần đầu gặp gỡ từ hạ tới đông, sau này sẽ còn trải qua vô số xuân thu nữa. Đinh Hán Bạch gọi cậu, hôn cậu, kề sát ở cổ cậu nói đủ thứ lời. Êm tai có, bối rối có, cả những lời không thể cao giọng cũng có. Vào phút cuối cùng của cuối cùng nói ra được một câu trong sạch. Ngọc bội, bạch ngọc, cúc áo trân châu, chỉ sợ chớm chiều bạc đầu bên nhau. Tết âm lịch sắp tới, ba gian ngọc tiêu ký tạm thời đóng cửa. Nhà người họ Đinh trái lại bận rộn hơn lúc bình thường. Tạm thời khóa viện rộng rãi, lau nhà quét nhà mà tốn nhiều sức lực. Đinh Duyên Thọ dậy từ sớm, vừa mở cửa bị 4-5 người đàn ông bên ngoài dọa cho sợ hết hồn. Ông hỏi, các người tìm ai? Người đi đầu nói, chúng tôi tìm Đinh Hán Bạch. Linh tính của Đinh Duyên Thọ mãnh liệt,
bỏ mặc không quan tâm hậu giả vờ, giờ để người ta tìm tới cửa. Ông nghĩ Đinh Hán Bạch nợ bọn họ cho vay nặng lãi, hay là ngông cuồng tự đại đắc tội với vị nào đấy. Người đi đầu còn nói, cậu Đinh thuê chúng tôi tới làm vệ sinh, bảo chúng tôi tới sớm. Tảng đá trong lòng Đinh Duyên Thọ rớt xuống đất, để mấy người vào làm việc ở tài viện. Còn người đi thuê kia thì vẫn còn đang ngủ say như chết, nằm ở giữa giường ôm thân thể ấm áp mơ mộng ban ngày. Một lúc sau người trong lòng khẽ nhúc nhích, u mê nói một câu, hỏng, hỏng. Đinh Hán Bạch mở mắt, cái gì hỏng? Kỳ thần ngữ mơ hồ, đại hồng bào khắc hỏng. Không ngờ cậu nằm mơ còn nhớ tới nhung đại hồng bào. Đinh Hán Bạch bật cười, nghe thấy có người tiến vào viện, anh khoác quần áo đi ra, nhìn thấy mấy người quét dọn không thông thạo chuyên môn nói, nhỏ giọng chút đi, trong phòng có người ngủ. Phân phó xong quay lại, kỳ thần ngữ thì đã tỉnh rồi, đang say rụa từ ngồi dậy. Anh đến đây, anh đến đây. Đinh Hán Bạch bỏ lại tư thái thiếu gia, đảm nhiên vai sai vặt, đỡ cậu lên nhìn chằm chằm, chỉ lo có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Kỳ thần ngữ cúi đầu thấp xuống ngồi ở bên giường, chậm rãi mặc quần áo. Mỗi một cúc áo cài lại là che đi một mảng dấu ấn, cài tới đỉnh che đầy tất cả cảnh xuân. Đinh Hán Bạch chưa hết thòm thèm, nửa ngồi nửa quỳ mang vớ cho đối phương. Đêm qua anh sốt ruột quá, mắt cá chân sao để bị siết bầm tím hết thế này. Anh ngửa đầu hỏi, phía dưới có đau không? Kỳ thần ngữ cụp mắt liếc đầu, không đau. Anh nói, phải lần tới có thể mạnh hơn một chút được không? Kỳ thần ngữ đạp lên ngực của Đinh Hán Bạch một cái, hướng lên trên, ngón chân nhẹ nhàng chọc chọc khẩu kết của Đinh Hán Bạch. Không biết xấu hổ, cậu mắng một câu không đủ, ấp úng nửa ngày liền nói một câu, thật sự không biết xấu hổ. Mấy người làm trong viện vừa quét dọn vừa hiếu kỳ nói, nhìn rất trẻ, đã kết hôn rồi sao? Một người khác nói, chung một phòng ngủ nhất định là ngủ cùng vợ rồi. Cửa kèn kẹt đẩy ra, Đinh Hán Bạch và Kỳ Thần Ngữ lần lượt đi ra. Một người ở lại giám công, một người tới tiền viện ăn cơm. Người làm trao đổi ánh mắt, hóa ra không phải vợ. Không ngờ người có tiền cũng chen chúc cho một phòng, trong lòng nhất thời cảm thấy cân bằng rất nhiều. Năm trước cũng trải qua như vậy, Đinh Hán Bạch mặc dù thích chơi bời lêu lỏng, lại không chịu được tẻ nhạt, không bao lâu liền tới tìm Trương Tư Niên. Hai thầy trò vẫn tới chỗ cũ, chậm chậm đi dạo trong chợ đồ cổ. Ngày Tết bán tranh chữ rất nhiều, hàng dởm hay hàng tốt, đứng cùng một chỗ cũng rất dễ nhìn. Đinh Hán Bạch yên tĩnh nghe rằng phân biệt thư họa như thế nào, nói gì thì dễ bắt bẻ người ta nhất. Trương Tư Niên câu có câu không giảng giải. Vừa ngưng, Trương Tư Niên nói, tranh này mô phỏng khá tốt. Trung Nam Kỷ Du của Lâm Tán Chi, ông lão mắt mù, trước từng may mắn gặp được bút tích thực, nhưng tuổi tác quá xa, nhắc tới chỉ thêm mất mát. Đinh Hán Bạch đứng ở một bên nói, còn rất thích thơ trên đó. Trương Tử Niên nói, thích thì mua đi, nghề này không phải tùy vào ham thú sao? Mua lại bức tranh họa kia, ngồi cũng không thấy cái nào vừa ý hơn, tròn ba kiếm bốn, nhưng mà cũng không mất lạc thú. Đinh Hán Bạch bên này thành thơi, Kỳ Thần Ngữ lại bận rộn đầy mồ hôi trong hẻm miếu an, giúp Lương Hạc Thừa quét dọn nhà cửa. Những ngày qua, cậu không làm gì ngoài dọn dẹp vệ sinh. Mấy chậu cây xanh khô héo, bàn tay của Kỳ Thần Ngữ cũng khó cứu, đành phải đi ra đầu hẻm mua thêm mấy chậu hoa nhỏ nữa. Sư phụ, sao người không tưới cây? Cậu cằn nhằn miết, nhìn đống bùn tích dài như vậy, chát tường sao, cửa sổ càng gớm hơn, bụi đọng ố hết cả bầu sơn cũng không thèm kéo rèm. Miệng nói không ngừng, tiếng đun nước đệm nhạt cho cậu, cậu liền đi rót nước cho Lương Hạc Thừa uống thuốc. Lương Hạc Thừa vừa mới xuống giường, một thân áo quần bông ục ịch, bọc kín cả người mất hết tinh thần. Có uống thuốc thì cũng vậy thôi, vô dụng, ấm nói. Kỳ Thần Ngữ hỏi, phải uống canh gà thiên ma thì hữu dụng không? Cậu hầm hừ từ tối qua, một nồi múc ra thành ba bát, sư phụ sư mẫu trong nhà mỗi người một bát, bát còn lại mang tới cho Lương Hạc Thừa. Lương Hạc Thừa nói, vậy tao uống canh gà, còn đừng làm nữa.
Lấy mấy bức tranh chữ ra đây. Muốn giảng giải đây mà. Kỷ Thần Ngữ vội vã ra gian ngoài tìm kiếm 7-8 cuộn xếp chồng trong túi vải nhung. Cậu nghĩ thư họa khó nhất là miêu tả. Có phải tay nghề của Lương Hạc Thừa vẫn còn thiếu sót, cho nên mới cất kỹ dưới đáy hòm không? Bầu không khí ngày Tết bên ngoài rất náo nhiệt. Một già một trẻ ở trong phòng học nghề. Lương Hạc Thừa ảm đạm ăn canh. Kỷ Thần Ngữ mở bức họa lớn nhất ra, từ đầu giường tới cuối giường, rủ xuống đất. Dài như vậy, cậu hơi giật mình. Sau khi thấy rõ thì chuyển thành khiếp sợ. Chú Cẩm Đường Đồ Tình Thư Chú Cẩm Đường Ký, quốc bảo mười mấy mét có 102. Tranh này nguyên tác sớm đã cho vào viện bảo tàng. Kỷ Thần Ngữ không nghĩ tới lại có người có thể vẽ sinh động như vậy. Cậu nhìn bức vẽ kia, nhìn từng đường nét sắc thái trong mỗi tấc tranh, xem không đủ, tán thưởng cũng không đủ. Cậu dương mắt nhìn đau đáu vào Lương Hạc Thừa. Lương Hạc Thừa nói: "Không phải ta, là tiểu phòng tử vẽ. Ban đầu ta nhận nó cũng là vì tài vẽ của nó." Kỷ Thần Ngữ nhớ tới Phong Hoài Thanh, kinh ngạc chuyển thành tiếc nuối. Có thể làm cho Lương Hạc Thừa coi trọng tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng cho dù tay nghề có giỏi cỡ nào cũng chỉ là đỉnh cao của quá khứ. Đôi tay kia bị chặt đứt, nỗi đau đớn cực đại qua đi, hạ bút như thần cũng phải thành tàn phế, tới ăn cơm cũng phải có người đốt. Đó chính là nỗi đau triền miên suốt quãng đời còn lại. Anh hùng tiếc anh hùng, Kỷ Thần Ngữ vô cùng tiếc hận. Cậu ngồi xổm xuống bên giường nhìn kỹ, màu sắc tính chất ngụy tạo cực kỳ chân thật, tới cả khuyết điểm cũng không nhìn ra là có người ngụy tạo. Cậu hỏi: "Sư phụ, những lỗ hở nhỏ này làm thế nào?" Lương Hàng Thừa nói: "Thả mấy túi bột gạo sinh mọt, mấy con mọt đục lỗ cho, thật hơn bất cứ cái gì." Kỷ Thần Ngữ cũng cười ha hà, cười một hồi thì ngừng lại: "Sư phụ, cho người ta ra nhiều mồ hôi vậy." Cậu hốt hoảng giơ tay lau hai gò má của Lương Hạc Thừa, lại sờ áo bông quần áo đều thấm ướt mồ hôi. Cậu hỏi: "Sư phụ, người nóng sao?" Lương Hạc Thừa lại nói: "Ta lạnh quá." "Sư phụ, có phải người thấy khó chịu không? Mau nằm xuống." Cậu nói xong liền xuống giường đi vắt khăn mặt. Lương Hạc Thừa cứng đờ dở vào đầu giường, đặt bát canh gà lên bàn, nhưng mép bàn mờ ảo. Ông không xác định được, không nắm chắc được, làm ông dùng hết sức lực. Kỷ Thần Ngữ vừa mới rót một chậu nước nóng, lúc này phòng trong choang một tiếng, có đồ bị vỡ. Cái bát cuối cùng vẫn không đặt được lên bàn, vỡ vụn thành từng mảnh bắn tung tóe một chỗ. Lương Hạc Thừa nghiêng cơ thể đã mục rứa, hai mắt trắng ra ngất đi. Kỷ Thần Ngữ sợ hãi ấn vào huyệt nhân trung, mò tới mạch. Ở đây không điện thoại, cậu đành phải cõng Lương Hạc Thừa chạy ra ngoài. Cái hẻm nhỏ lùi tới nhiều lần, lúc này lại cảm thấy như không có điểm cuối. Cậu cõng lấy người sư phụ trên lưng, bọn họ già trẻ cùng nhau chạy, đón xe chạy tới bệnh viện. Bác sĩ đỡ lấy vào phòng cấp cứu, cậu dựa tường trượt xuống đất. Y tá hỏi: "Cậu là thân nhân của bệnh sao?" Kỷ Thần Ngữ nói: "Phải." Cậu ký tên làm thủ tục nhập viện, sau khi hết bẩn lại trượt xuống giường ngồi trên đất. Quần áo cậu luôn sạch sẽ, ăn cơm không chép miệng, phòng mỗi ngày đều dọn dẹp, cậu lúc nào cũng giữ thể diện, lúc này lại không để ý tư thái mà sững sờ ngay tại chỗ. Lương Hạc Thừa bị ung thư phổi, cậu hôm cậu quen biết thì ông đã cho biết chuyện. Bệnh nan y đó, thuốc và châm cứu đều không linh nghiệm, chỉ kéo dài chờ chết, cậu cũng biết vậy. Kỷ Thần Ngữ cái gì cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày đưa tang ông. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất đột ngột, cảm thấy còn quá sớm. Cuối năm rất nhiều người già mùa đông đã tử thế, cậu vốn ảo tưởng Lương Hạc Thừa có thể qua khỏi. Mảnh gạch sứ lạnh tanh bị cậu ngồi nắm, cậu muốn Đinh Hán Bạch, người cậu tin tưởng nhất sẽ ở bên mình lúc này, nhưng lại không dám đi ra. Một tai nạn xe cộ, một trận đánh bị đau thương, rốt cuộc Lương Hạc Thừa cũng được đẩy ra ngoài. Kỷ Thần Ngữ thở một hơi, ở trong phòng bệnh đỡ mép giường trông nom. Một hồi sau đưa bàn tay vào ổ chăn, lén lút mò lấy bàn tay sáu ngón của Lương Hạc Thừa. Ông lão không tỉnh, ngủ chân thật giống như chưa từng bị bệnh. Bác sĩ tới một chuyến muốn nói chuyện về bệnh tình của bệnh nhân. Kỷ Thần Ngữ hỏi:
Bác sĩ, tình hình không tốt lắm, phải không ạ? Thấy bác sĩ ngầm thừa nhận, cậu liền từ chối. Đợi lát nữa con tới phòng làm việc tìm bác sĩ, chờ một chút. Cậu chợt thấy nhát gan, không có can đảm để tự mình biết chuyện này, nhờ y tá chăm nom liền chạy khỏi bệnh viện. Chờ đồ cổ tiếng người huyên náo, Kỷ Thần Ngữ sau khi xuống xe thì chen vào, người đến người đi nhìn cậu hoa cả mắt. Sư ca, sư ca. Cậu hô lên, người chung quanh đánh giá cậu nhưng tiếng chuyển đi không xa. Đinh Hán Bạch đang xem một món hàng phương Tây. Hồi du học đã thấy nhiều không hiếm lạ, lúc này lại cảm thấy rất chân quý. Trường Từ Niên ngồi xổm ở một bên nói, bà nội ta trước đây có một cặp bình song hương mạ vàng, tay cầm thiên nga, không khác cái này là bao. Đinh Hán Bạch suy đoán tổ tiên nhà ông không chỉ giàu, hẳn là còn người làm quan, hỏi sau đó món đồ này thì đi đâu. Trường Từ Niên nói, đưa cho cô của ta, bà ấy sau đó đi Đài Loan cũng mất liên lạc. Hai người bọn họ không tự giác che cuội hàng của người ta nói chuyện phiếm, bị người ta đuổi mới đứng dậy. Đinh Hán Bạch ôm bức họa, Trung Nam Kỳ Du xa xa nghe thấy có người gọi mình, dừng lại vểnh tai, cảm giác là Kỷ Thần Ngữ đang hô hoán. Thật đúng là yêu hóa quá rổ, xa nhau nửa ngày cũng có thể sản sinh thính ảo. Anh lắc đầu cười thầm, sợ mình không có tiền đồ, vừa quay người lại trong hàng trăm người chen chúc, nhìn thấy người trong lòng lập tức ném bức họa sang cho Trương Tư Nhiên, nhanh chóng chạy về phía trước.